Em tên Nguyễn Tuấn Cường, em nay 24 tuổi. Hiện tại thì em là du học sinh nhưng mà em mới về Việt Nam. Em đi đâu mà em mới về Việt Nam? Em ở Thụy Sĩ. Em học ngành gì bên Thụy Sĩ? Em học quản lý nhà hàng khách sạn. À, du lịch. Cứ học được bao nhiêu năm bên đó hả cưng? Em mới qua được 6 tháng thôi. Thì tháng 12 này dịch nên em phải đi về. Em cách ly chưa? Không, em về lúc đầu tháng 12 nên em chưa, không cần phải cách ly. Rồi, em phát hiện ra giới tính của mình từ lúc nào? Lúc nhỏ em có những biểu hiện như là mình thích chơi búp bê nè, chơi nữ không à. Ba mẹ mỗi lần thấy em thì hay nói em là không có được, như vậy là bệnh, phải tìm cách thay đổi để nếu mà lớn như vậy thì ba mẹ sẽ từ em. Cho nên em rất là sợ, thì em không chấp nhận mình là người tính thứ ba. Em luôn cố gắng là quen con gái này, quen người này người kia thì em cũng quen được mấy bạn. Lên tới năm lớp 9 thì em cũng thích một bạn lắm. Thì em như theo đuổi với bạn đó. Lên lớp 10 con gái hả cưng? Con gái sang tới Mỹ luôn. Em đi du học chung với bạn đó luôn. Thì bạn đó mới nói ra là bạn nó cũng không có thích em, chỉ có em như là một người bạn thân thôi. Em kiểu nhiều năm mình thay đổi người ta nhưng mà người ta biết mình như vậy, ai cũng biết em là như vậy. Trong năng tâm đến với em. Dạ đúng rồi. Em muốn trở thành con trai. Dạ, tại để vì vừa lòng ba mẹ. Tại vì vừa lòng cho mẹ và sợ ba mẹ từ em. Dạ. Mà em làm không được, tại vì cái giới tính em nó là như vậy rồi. Mà sao mà em bẻ từ cong qua thẳng được? Sau khi mà em ở bên Mỹ thì em mới suy nghĩ là tại sao mình chưa bao giờ yêu ai thử, chưa biết cảm giác yêu là gì á. Thì em mới tải một cái app, thì em gặp được một bạn người Mỹ ở đó luôn. Thì nói chuyện qua lại thì em cảm thấy em vui, thì em mới chấp nhận quen bạn đó. Người quen trên mạng xong thì em về Việt Nam, em lỡ mua vé rồi, em về thăm ba mẹ. Thế 3 tháng sau em quay lại thì bạn đó đón em ở Mỹ, đón em ở sân bay. Cái cảm giác khi em gặp bạn ấy ở sân bay là sao cửa? Sung sướng, vui. Từ để xem hạnh phúc. Đấy. Tình yêu đầu tiên mà đúng dạ không? Đúng rồi, tình yêu đầu có tiên. Có sát đánh không? Dạ cũng có tiếng sát, tại bạn nó cao hơn em nhiều, bạn nó cao chắc 1m9. Đẹp trai không? Đẹp trai, quen nhau từ đó luôn. Thì em ở lại Mỹ, thì quen bạn này được 1.5 năm. Giấu, không có cho ba mẹ biết. Em vẫn gọi điện thoại với ba mẹ nhưng mà em nói là thằng này nó ở cùng phòng với con thôi. Tại vì bên bển em hay share nhà ở với nhau á. Kiểu mình quen á, mình hay thích post hình lên Facebook này nọ. Em nhờ một cái bạn ở Việt Nam vẽ cho em, vẽ bằng bút chì á chị. Xong thì em post cái tấm hình lên Instagram thôi. Thì em nghĩ ba mẹ em không có chi Instagram nên post lên nó được. Thì em không biết tại sao ba mẹ em biết. Và đến thời điểm này em cũng không biết ai là người nói với ba mẹ em luôn. Buổi tối đó là em đang đi du lịch cùng với gia đình của bạn đó luôn. Thì mẹ em ấy nhắn tin cho em rất là dài. Nhắn sao cưng? Tại sao con lại như vậy? Sao con lại quen, ba mẹ không có chấp nhận như vậy. Ba mẹ biết tin khóc rất nhiều từ bữa đến giờ. Con phải thay đổi con người của con chứ con không được như vậy. Thì lúc đó em sợ quá, em block hết ba mẹ của em. Nào là Viber, Facebook, em block hết. Em không liên lạc nữa vì em biết là em sẽ bị từ rồi đó. Thì em cắt liên lạc với mẹ em được 2 tuần. Bắt đầu em cũng kiểu lo, không biết bên Việt Nam như thế nào. Thì em mới gọi em ruột của em. Em mới hỏi là ba mẹ em sao rồi. Em của em mới nói là ba mẹ ngày nào cũng khóc hết á. Nhưng mà em nghe ba mẹ nói với nhau, ba mẹ chấp nhận anh hai luôn. Chấp nhận chứ sao không chấp nhận con mình mà sao? Nói vậy chứ không bao giờ mà cha mẹ bỏ con đâu. Dạ. Rồi cuối cùng nghe câu đó nhẹ lòng đúng không? Nghe câu đó xong em cũng chưa có tin nữa. Em sợ thôi em mới mở lại. Em gọi thử cho mẹ em một cuộc. Thì mẹ em chỉ là không nhắc tới chuyện đó luôn. Đó, như vậy là hên tắt máy hơn đó nha. Dạ, vui vẻ luôn. Xong rồi em cho bạn nói vô trong video call em nói luôn. Được nước đó, lấn lưng đó. Xong rồi là em bốc ghé em bạn nói về Việt Nam luôn. Rồi công khai luôn. Công khai luôn. Rồi khi mà lần đầu tiên mà bố mẹ gặp cái bạn trai của em, bố mẹ như thế nào cơ? Thì cũng vui chào hỏi đó mày. Lo lắng cho bạn đó lắm. Mà dắt đi du lịch ở Việt Nam này nọ được 1 tháng. Xong rồi tụi em về bển lại. Tụi em quen nhau được 1 năm, gần 1 năm thì là hai đứa em chia tay. Ngày hôm đó là buổi sáng là tụi em đi ký kết hôn. Thì chiều tụi em đi về á thì em thì ở đó yêu cầu là phải ra tòa để làm chứng rồi đó. Thì em mới nói là nếu mà bạn bè á thì sợ sau này á mà cái chuyện cưới này nè nó quan trọng, không có người lớn á thì sau này người lớn biết á thì rất là kỳ. Thì em mới hỏi là bây giờ vậy anh có thể gọi về nói ba mẹ anh cố gắng chạy lên đây được không? Thì em không biết trong cuộc điện thoại nói gì. Thì một chút bạn nó vô nói em là thôi không, đừng có cưới nữa. Nếu mà cưới thì ba mẹ bạn đó không đóng tất cả tiền bảo hiểm gì của bạn đó đang ở Mỹ nữa. Là do ba mẹ bạn đó không chịu. Dạ. Là chỉ cho quen thôi chứ không có cho cưới. Dạ nữa. Em nghĩ là vậy. Xong mà cái em mới nói là mẹ tiền bảo hiểm hết bao nhiêu. Thì em mới điện cho mẹ em, mẹ nói là tiền hết bao nhiêu thì mẹ em lo hết. Mẹ em không có quan trọng tiền, miễn sao là hai đứa hạnh phúc được nào. Dạ. Sao bạn nó cũng không chịu luôn. Là do gia đình bên này áp lực. Dạ. Không cho nó đó. Chứ không phải là vấn đề tiền đâu. Xong mà cái em cũng buồn quá thì em mới nói câu bạn đó là vậy thôi không cứ chia tay. Thì không biết bạn nó nghĩ gì, nói em là lợi dụng để lấy giấy tờ ở lại Mỹ. Thì bắt đầu bạn đó nói là ok vậy chia tay luôn. Thì em không có ngờ bạn đó sẽ chia tay em.
Thì em nhớ cái ngày hôm đó là em đi học về thì em đang ở trong nhà, thì gia đình bạn nó chở bạn nó lại nhà em, lâu là gom hết đồ đạc. Mặt em khóc lóc, em van xin quá trời, em nói là em ở con mình, hai đứa ở với nhau bây giờ bỏ em đi vậy. Là gia đình bạn đó là nghĩ là em cố đúng tình rồi. Muốn đám cưới để em lợi dụng em ở lại. Dạ đúng rồi. Chứ không phải là em yêu thật lòng. Đâm ra bạn đó cũng có suy nghĩ lệch về em. Dạ. Đâm ra mới nghe lời gia đình là nó không có thương mà đâu, nó thương mày mất mới rồi nó phải bắt cưới. Dạ, yêu nhau rồi. Bình thường cũng được vậy. Thì đang yêu mà nghe lợi dụng là bạn đó tin lời gia đình, bạn đó đi về luôn. Nhưng mà em nghĩ là cái việc yêu nhau là việc của hai người, hai người phải hiểu rõ nhất chứ sao lại nghe kiểu người này xúi hay người kia xúi nhỉ? Chắc một phần là bạn ấy cũng đang sống về dựa vào cha mẹ cũng nhiều. Tại vì bạn ấy có một bệnh trong từ nhỏ là bệnh tiểu đường tiếp 1, sinh ra đã bị, thì mọi cái thuốc men hay là bảo hiểm gì ba mẹ phải là trả hết, cũng dựa nhiều thứ về cha mẹ, cho nên em nghĩ là ba mẹ nói thì bạn ấy sẽ nghe. Thì tụi em bỏ nhau được 2 tuần thì bạn ấy nói với em là chắc quay lại đi mà để anh coi thử em như thế nào, như mọi thứ lỗi vậy là về em hết luôn á. Em có đồng ý không? Em đồng ý. Em đồng ý đi, đúng rồi, con yêu mà. Tại vì mối tình đầu tiên em rất là thương, thì tự nhiên em quay được một tuần bạn ấy cũng chịu đó, em chưa thay đổi gì hết, bạn ấy đi về nhà bạn ấy tiếp. Thì thôi em nói thôi vậy thôi. Xong mà lúc đó em cũng bị sốc, nghỉ học ở trường luôn. Em khóc, em gửi tấm hình em khóc vì cho mẹ em. Thì em ở Việt Nam lo quá trời lo luôn. Xong mẹ em kêu con đi về đi. Ủa thì... Cường ơi, vậy là em khóc sao em chụp selfie em gửi cho mẹ xem. Lạ quá hả? Đang khóc này nè, chụp nhìn rất mắc xíu nhé. Chụp nhé. Có dùng app hay cái gì cho nó đẹp đẹp không? Không, chụp bình thường okay. Thì gửi cho mẹ thôi. Đang khóc mà đâu có sợ, đâu muốn đẹp đâu. Gửi cho mẹ cái là con đang khóc. Dạ. Yeah. Con đang buồn như thế này, cái kia giống nghẹo mà. Sao mẹ ơi, con đang buồn, con khóc nè. Cái mà mẹ em sợ quá. Sợ em bên đây một mình rồi, không biết làm có chuyện gì làm bậy. Thì em mới quyết định về Việt Nam. Thì lúc em về Việt Nam được 2 tuần thì nó đầu quay lại. Sao nó đòi quay lại nó ngộ vậy? Dạ, thì nó quay lại sao em cũng chấp nhận, xong rồi em với mẹ em mua vé bay cho nó về. Như là bạn nó có nói lý do với em vì sao muốn quay lại với em không? Chắc bạn nó cũng biết là tại vì em rất là lụy. Cái mình cãi em hơi lụy. Em mua vé cho bạn nó về Việt Nam với mẹ em với em. Lần đầu tiên về Việt Nam á, thì là em nhớ là mấy bài báo thì liên hệ với em nói là cho đăng hình lên được không, thì em đồng ý. Mọi hình ảnh gì của tụi em là được lên hết trên. Chị ơi, vậy là có thể mình thấy thằng bé này ở trên báo. Thằng gì mà thấy mặt rất là quen. Cũng vui vẻ nhau được tháng. Cái tự nhiên cái hôm đó em nhớ là hai đứa em đi cà phê ở Sài Gòn, xong rồi bắt đầu đi về nhà thì rất là vui vẻ. Tự nhiên bạn ấy mới kêu là thôi em ngồi dưới đất đừng có lên phòng, để anh mời ba mẹ em với lại em của em qua nói chuyện riêng. Cái em kiểu ủa bị sao vậy ta, mà tự nhiên giờ nó phải mời ba mẹ của mình với lại em ruột mình lên. Thì nó ghi một cái tâm thư bằng tiếng Việt á chị. Nó nói chung là em nó không phù hợp, em ghen tuông, em nói chung là em đủ thứ hết. Mẹ mới kêu lên là em sao yêu nhau mày cứ gây lộn với nó hoài vậy, cứ không biết thương mà tối ngày cứ kiếm chuyện với người ta hoài. Mới con đâu có làm đâu, con mới đi cà phê ăn uống với nhau vui vẻ về mà. Người nước ngoài người ta không có muốn gò bó quá. Đúng rồi đó, thoáng lắm. Nó muốn chia tay em nhưng mà nó muốn ở Việt Nam. Cái giấy tờ mà visa là nhà em đứng ra làm, nó có việc làm gì ở ngoài đường thì mình phải chịu trách nhiệm. Đúng rồi, nên là em rất là sợ, cho nên em nói không thì em phải đi về bển. Mà chỉ biết á, nó đâu có cái gì ra mà nó đi về, buộc em phải mua vé cho đi về tiếp. Xong rồi được về bển được 3 tuần, nó đâu quay lại với em nữa. Thì em lại mua vé cho nó về. Nói chung là nó vẫn thương em, nhưng khi ở chung với em là có những cái em làm nó khó chịu. Nhưng khi nó về bển rồi thì nó nhớ tới em, tại nó biết em quá thương nó. Tại em làm gì em nói cho chị coi coi. Em cũng ghen dữ. Em ghen gian động. Tay thì nó không thích mình kiểm tra điện thoại, mà em là người rất là kiểm tra điện thoại. Cái đó là cái lịch sử riêng tư người ta. Thí dụ có kiểm tra là kiểm lén đừng cho người ta biết. Chị không bao giờ coi điện thoại chồng chị trước mặt chồng chị. Cứ muốn coi để ngủ mới coi, hay là chồng chị kiểm tra điện thoại chị để chị ngủ mới coi. Mình có một cách tế nhị. Tại em nghĩ là thôi không nên lén lút đâu, vì làm trước mặt nó luôn cho nó thấy. Không phải, cái đó là cách tế nhị. Muốn coi lén đi. Rồi rồi, chị nói ra nó đâu có lén nữa đâu. Nhưng mà chị chỉ cho một người khác sau này. Như là bớt ghen đi. LGBT hay ghen tùm lum tùm la lắm. Trai gái thì nó chẳng ghen, mà LGBT thì ghen ít là thôi, hiểu không? Ghen thì mình ghen cái nào đó đúng thôi. Chứ bạn bè gặp nhau nói chuyện lịch sự giao tiếp là cái chuyện bình thường, mình không nên ghen vậy. Không phải, tại vì Cường đấy là người yêu đầu tiên. Dạ, Cường chưa có kinh nghiệm, cũng chưa biết là phải đối xử như thế nào cho đúng nữa, đúng không? Dạ. Ok. Mới là tương dạ trong khoa. Cũng may lại lần nữa chị. Em là mấy lần hả Trân? Lần thứ 5 hả? Chắc 3 lần. Thứ ba nữa không? Ba lần mà đi. Mà chị thấy em yêu cái bạn này quá say đắm. Dạ, lần đầu tiên. Đầu tiên mà. Chứ mấy chín mấy nữa. Ngon lành.
Xong cái ba lần, cái lần thứ ba em mới thôi. Thì em quá mệt mỏi rồi, tại vì nó cứ về Việt Nam xong em lo cho về bển lại. Rồi cứ quen tiếp, em nói thôi. Mẹ em nói là chắc chưa, mỗi lần mà nó đòi về mẹ em hỏi là chắc chưa. Cái em nói không biết nữa, thôi lần cuối rồi, thôi em chấp nhận. Và đứt luôn. Đứt luôn. Khi em đứt được một tuần đó là có người mới tìm đến em rồi. Anh nói người anh về đây du lịch thì gặp em được có một ngày. Hai đứa em quen xa 9 tháng. Tự nhiên có một cái bạn ở ngoài Hà Nội ấy, nhắn tin với em nói là tại sao mày quen bồ của tao? Phải bồ tao là làm vậy, tin vậy, tin vậy không? Là đầu bếp, đúng không? Cái em nói, ủa đúng rồi. Tại sao anh biết? Cái nó nói là thì nó cũng quen tao nè. Trời, em không nghĩ tới luôn. Sao mà cái em mới nói là vậy anh gửi hết bằng chứng của anh với nó nói chuyện cho em coi đi. Thì nó gửi hết. Đúng cái, đúng đúng y chang vậy luôn. Đúng y chang vậy luôn, nó gửi cả hình mặt này nó đúng hết. Xong mà em nói ok vậy thôi. Cái anh mới nói với em là tao chửi nó quá trời luôn. Xong rồi em nhắn tin với lại cái người yêu của em nói là em gửi hết mấy cái hình ảnh mà nó nói chuyện hai đứa. Xong rồi cái em nghe chửi giải thích. Lúc nó ngủ dậy thì nó lóc hết cả hai đứa em luôn. Nhưng mà nó chừa lại mình em ở trên Snapchat đó chị. Nó nhắn cho em là xin lỗi mọi thứ, xin một cơ hội với em. Thì em nói ok, em chấp nhận tiếp. Thì quen được 9 tháng cái em cái mới nói là thôi, cái mới nói là chia tay đi. Tại vì bây giờ á, quen nhau 9 tháng rồi mà bây giờ anh không chịu về Việt Nam, em đâu thể là sang bên anh được đâu. Thì bạn nói thôi ok, vậy bạn nó sắp xếp bỏ hết công việc Việt Nam với em ở chung tiếp. Thì quen được 2 năm, bạn này là có thể là ở lâu nhất. Và ba em thương bạn này cực kỳ. Thì bạn này rất là biết cách giống như là giao tiếp á. Ba em nhậu mặc dù bạn nó không hiểu nhưng mà vẫn ngồi đó mấy tiếng đồng hồ để nghe. Nhậu chung mặc dù không có hiểu gì hết. Nhưng bạn nó nhậu được. Dạ được. Nên ba em rất là thương bạn này. Thì tới bây giờ bạn này vẫn ở Việt Nam, đầu bếp. Nhưng mà em còn quen bạn này không? Dạ không. Nhưng lý do tại sao chia tay? Chia tay là tại bạn này, em phát hiện bạn này có rất nhiều người Việt Nam khác. Nhưng bạn này lăng nhăng quá. Dạ. Em là cái người rất là chu toàn như mọi thứ. Như là sáng em phải dậy sớm chở bạn này đi làm, chiều đón về, lo hết cơm nước này nọ hết luôn. Em bỏ hết bạn bè em luôn. Em chỉ lo gia đình em thôi đó. Dạ đúng rồi. Thì thời đó là bạn bè không ai chơi với em hết đó. Tại biết em tánh rất là kỳ, khi có người yêu là quên hết rồi. Em chỉ biết người yêu em thôi. Dạ. Thì sau đó thì em phát hiện thì bạn nó có một cái iPad ở nhà, nó kết nối với lại cái điện thoại của bạn đó. Thì em tự nhiên em lục em thấy là ủa tại sao nó đi làm mà nó hiện cái Grindr ở trong cái iPad nó đào về. Mà lúc nó xóa lúc nó đi về nhà thì nó sẽ xóa đi, mà lúc mà nó làm thì nó sẽ đào về. Cái em cũng chẳng có dám là hỏi liền, em sợ nếu mà em làm dữ lên thì nó sẽ không có hay. Em đợi bạn nó về nhà xong rồi em mới bộ em chơi iPad, cái em nói là ủa cái này là cái gì đây. Cái bạn nói là đâu có gì đâu. Cái em nói là thôi đừng có chói, nếu mà cái gì vì cái khung giờ nó quá là phù hợp với cái giờ bạn nó đi không ở nhà. Thì bạn nó mới nói cho em nghe là tại vì bạn nó hết cảm xúc với em nên muốn lên đó gặp nhiều người nói chuyện để lấy cảm xúc mới để quay lại với em. Cái em nói là cái lý do rất là kỳ, lý do nó bị ra. Dạ xong rồi cái em mới nói vậy thôi, vậy cứ tiếp tục hay chia tay. Bạn nó nói thôi chị tiếp tục đi. Thì cũng được đúng tháng sau luôn chị, em mới mò vô điện thoại bạn đó. Mà nó để pass rất là nhiều. Vô điện thoại là một cái pass, vô cái Zalo là một cái pass, từ cái Zalo mà vô trong cái tin nhắn là một cái pass nữa. Thì em thấy là ủa sao kỳ vậy. Cái bạn nói là riêng tư của anh mà sao em phải cần biết. Thì em cũng kệ đi. Em ở nhà em mới thu thập thông tin là số là tên là ngày tháng năm sinh của ba mẹ bạn đó, thẻ ngân hàng em ghi lại hết luôn. Bắt đầu em mò sao em vô được hết. Vô được hết luôn. Em vô được hết luôn. Em cũng xuất sắc ha. Em mờ hết luôn chị. Thì cái pass cuối cùng mới là cái pass mật khẩu ngân hàng của bạn đó. Ra hết luôn. Hay dễ sao. Ra hết là em thấy hết luôn. Anh có hết, đọc hết. Đọc hết, em không chừa mỗi nào em chụp lại vô điện thoại của em. Nên nhanh tới mức độ mà đã gửi những cái hình nhạy cảm với nhau thì là em cho đi thôi. Thì em rất là thương luôn mà em thương dữ lắm. Là em khóc rất là nhiều. Bữa đó là cuối tuần thì em kêu nó dậy đi ăn sáng. Em ra ăn sáng em nói là em muốn chia tay. Nhưng mà anh không cần biết lý do. Anh có thời gian dọn ra nhà em đi. Thì bạn nó xin em ở lại 2-3 tuần. Đó. Trong thời gian đó 2-3 tuần đó thì hai tụi em vẫn ngủ chung như vậy đó. Mà không có ai nói chuyện với ai. Mà nay nó ngủ. Đau khổ lắm. Giống như ly thân vậy đó. Dạ đúng rồi đó. Em vẫn thấy bạn nó nói chuyện với người khác luôn. Kế bên em vậy luôn thì em cũng kệ thôi. Giờ chia tay mà đâu được nói nó. Đúng rồi, đâu được nói. Sau đó em chia tay bạn này được tới tuần thứ 2 thì em gặp người tiếp tục, người yêu mới. Do em gặp quá nhanh đi. Em gặp em phải tìm hiểu kỹ đi em mới yêu. Em mới cái kia mới chia tay xong mới có một tuần, một ngày em quen người ta rồi. Đâm ra cái tình yêu mà nó đến nhau nhanh quá nó sẽ không chắc chắn. Cái này cho nó thứ nhất là trong cộng đồng mình nữa, mình càng tìm hiểu kỹ hơn. Nhanh quá. Dạ. Sau này em gặp cái người đó, người đó anh này là ở Úc.
Thì anh sao quen nước ngoài, em sống ở Việt Nam đi. Phải gu Việt Nam. Không, em là quen được Việt Nam luôn, quen được Tây luôn. Em hỗ trợ chắc em phải là cái duyên số không? Dạ. Thật ra chị thấy em dễ thương mà. Nhiều khi em chưa gặp thôi chứ sao phải gu của Việt Nam. Việt Nam nhiều người đẹp mà. Cũng cao 1m7, 8m, 9m thiếu cha gì. Người ta không thích em. Cưng chưa có duyên gặp thôi chứ mà tao không thích mà. Chị thấy cưng yêu say đắm đó. Người nào mà thích cái tông mà dạng yêu là gặp em là ok đó. Thôi nhưng mà người ta biết câu chuyện mở điện thoại ra xem lén là người ta sợ. Là người ta lại giật lùi. Mở điện thoại xem lén là thực sự nó cũng không phải là xấu. Nhưng mà không, yêu nhưng mà, em có cảm giác Cường là một người kiểm soát trong tình yêu á. Lúc trước em hơi cẩn thận. Cứ kiểm soát quá thì có những chuyện thí dụ cứ kiểm soát quá mà thì mình kiểm soát một cách khéo tới nhỉ đến sao ok hơn. Dạ. Giữa hai chồng chị nè, mặt khẩu là xài chung một khẩu, nhưng thực sự ít khi nào chị cầm điện thoại chồng chị coi lắm. Thứ nhất chị tin tưởng, lâu lâu thí dụ như có cái gì hơi nghi chuyện gì đó thì đó là thỉnh thoảng coi, nhưng mà coi lúc nào là chồng chị phải ngủ chị mới coi chứ không bao giờ chị coi trước mặt. Bây giờ anh biết rồi đó chị. Không biết kệ. Nên chị khỏi lén lút nữa. Nhưng mà hai chồng chị là không có giấu nhau gì đó. Dạ. Thì sau hai cái cuộc tan vỡ đó đó thì em lại bị kiểu ghen hơn, tại vì em mất hết niềm tin mà chị. Nhưng mà ghen hơn nó không phải có cách giải quyết tốt đâu. Dạ thì đó, thì bắt đầu em gặp cái người thứ ba, cái người đó thật sự là cái người thương em rất nhiều luôn. Cũng là gặp nhau ở Việt Nam thì gặp nhau được 2 tuần là quen nhau luôn á. Quen được 2 tháng thì bạn đó mới lo giấy tờ cho em đi du lịch về nước Úc được 1 tháng, về gặp ba mẹ này nọ hết. Thì sau đó thì bạn này cũng thấy em mà như là biết nhìn tương lai này nọ. Nó là ok, bạn mới xin mẹ em là cho em đi theo bạn đó sang Úc luôn. Mẹ em nói ok, vậy hai đứa sang Úc đi rồi làm giấy tờ cưới kiếp gì đó, mẹ đồng ý hết. Thì bắt đầu là trước khi bạn thằng đứa em quyết định đi về Úc thì bạn nó mới xin em là để anh đi về bên châu Âu, tại vì nó gốc châu Âu, để thăm ông bà nội tại sắp mất. Bắt đầu em nói vậy thôi, em ở Mỹ chơi mình em. Sau mà em đi được 5 ngày thì em cũng hay ghen, tại vì bạn nó có một cái là có thể làm bạn với người yêu cũ. Và em thì không chấp nhận điều đó. Lúc đó em chưa chấp nhận. Quen để làm bạn với người yêu cũ. Thì bạn nói là cái người này á, bởi vì lúc mà anh quen người này thì mới được có 2 tuần thôi nên không hợp để làm bạn. Đến bây giờ vẫn còn giữ mối liên lạc đến bây giờ. Cái nói là mà tại sao cứ nhắn tin mỗi ngày? Trong khi đó là thằng nó biết là anh đang quen em mà. Cái gì cũng giải thích, nói qua nói lại cũng gây gỗ chuyện này hoài luôn chị. Em nhắn tin cho nó là anh hỏi là bữa giờ á anh với em xa nhau vậy á. Có ai nhắn tin với anh không? Em hỏi nó vậy thôi. Tại vì em nằm mơ em thấy là em quen thằng khác, còn anh thì quen lại người yêu cũ. Bạn ấy mới nói là không ai nhắn tin với anh hết, mà anh nhắn tin với người ta. Cái em mới hỏi là nhắn tin với ai, thì là vẫn là cái thằng làm bạn đó. Cái em mới hỏi là người yêu cũ, tại sao phải nhắn tin? Cái nó ủa thì hỏi thăm nhau này nọ thôi. Xong cái hai đứa em gây quá trời gây luôn. Gây xong rồi nó là chị thôi chia tay đi. Bạn nói với em câu là thà anh làm bạn với người yêu cũ chứ không muốn quay lại với em. Tại vì chị nói thật sự nha, có những lúc mình quá ích kỷ hay mình suy nghĩ quá nhiều, nó sẽ làm ảnh hưởng với tình yêu của mình. Cái chuyện bây giờ người ta không đến với nhau nữa, không quen nhau nữa, người ta vẫn làm bạn bè bình thường. Chị thấy cái nói chuyện anh chị làm bình thường. Chừng khi mình gặp cái cuộc nói chuyện đó nó có dính líu tình yêu thì mình mới nói được. Mà mình quá ích kỷ, mình khó khăn quá thì mình sẽ làm ảnh hưởng tới tình yêu của mình.